À, xin chào tất cả mọi người, xin chào Bảo Uyên. Thì Bảo Uyên đã sử dụng cái dịch vụ Phi Kim bên Nhiệm Vân Spa ấy, về cái lỗ chân lông, thì sau khi làm xong thì nhìn thấy cái làn da của mình nó thay đổi như thế nào? Em làm được 1 năm rồi, dạ em thấy da mình cũng nó khỏe hơn, nó mịn hơn, mà em thấy không mất nắng như mọi người nghĩ. Rồi khi đi làm xong thì bên thì nó cái làn da nó khỏe hơn không? Dạ đúng rồi, da em nó bớt mỏng mụn hơn, hồi xưa da em hay bị nổi mụn bọc á, giờ không có nổi nữa. Cảm ơn Uyên Em thấy với da cảm ơn Uyên rất là nhiều. Trước khi Uyên làm thì Uyên có cái lo lắng gì không? dạ có, trước em làm thì trước đó da em mụn nhiều lắm, xong rồi em chỉ mụn ở đây, xong rồi mới làm em sợ bị nắng, sợ bị nắng á, Kim của bà này cũng cười. Cảm ơn Uyên, chúc Uyên có làn da được đẹp khỏe lắm. Cảm ơn chị. Cảm ơn Uyên, rất mong được trong thời gian tới là Uyên cũng có những dịch vụ khác trên nhà hiệu Vân Spa. Cảm ơn Uyên nhiều. Bây giờ phụ nữ